Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Series những đội hình Anti-Meta lại tiếp tục quay trở lại với mọi người rồi đây. Dành cho anh em nào vẫn chưa hiểu Anti-Meta là gì, thì mình xin nhắc lại rằng đây là khái niệm chỉ những gì đi ngược lại với Meta, với lối chơi truyền thống thông thường mà anh em vẫn hay trải nghiệm trong trò chơi. Lối chơi, những đội hình Anti-Meta không hẳn là mạnh, nhưng chúng luôn tiềm ẩn những bất ngờ, thú vị và gieo rắc sự hoang mang cho đối thủ vì họ sẽ không hiểu bạn đang chơi cái gì nữa để mà khắc chế. Thi thoảng những đội hình anti-meta đã trở thành meta nếu nó đủ mạnh và được nhiều người biết đến sử dụng. Nhưng trên hết, chơi những đội hình này luôn mang đến cho bạn cảm giác phấn khích và niềm vui khó tả thành lời nếu chẳng may đạt được top. Đó là điều mà tựa game này cũng như ekip của Cà Phê Nhân Phẩm mong muốn. Kiểu như tối qua tôi stream, làm một cú rát vàng cả đội hình 3 sao và chỉ đạt top 4, tôi vẫn vui vì nhìn nó thích VL mấy ông ạ. Thôi được rồi, không lan man linh tinh nữa. Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính ngày hôm nay nào. Chắc hẳn anh em dạo này đang khá khó chịu với một số nhà chơi mật thám có con Shaco ung thư đúng không nhỉ? Tuy nhiên cũng có một dạng bài tận dụng lối chơi mật thám này nhưng lại có dàn tanker được thừa hưởng từ bộ bài hộ vệ vũ trụ đang dần ít được sử dụng hiện nay thay vì con Garen cơ giáp. Một bộ bài sẽ tận dụng rất tốt cái sẻng vàng nếu bạn kiếm được trong trò chơi mà không cần thiết phải dùng đến con hề mặt lìn đáng ghét đó. Vâng, đó chính là bộ bài mang tên Kai'Sa hộ vệ. Are you the hunter or the prey? Here is where we make our stand. Vậy tại sao lại có bộ bài này nhỉ? Ý tưởng được lấy từ việc Kai'Sa là một mật thám bị bỏ quên trong trò chơi, trong khi cô nàng có một kỹ năng khá thú vị là cơn mưa Ikathia, giúp Kai'Sa bắn ra một loạt mưa tên lửa vào các kẻ địch gần bên, gây 50 sát thương phép mỗi tên lửa. Ở cấp độ 3 sao, số tên lửa mà Kai'Sa có thể bắn ra là 9 quả, tức lên tới 450 sát thương diện rộng. Một điều quan trọng nữa là năng lượng tổng của Kai'Sa ở mức thấp, chỉ 60 mà thôi. Nên nếu được tung chiêu liên tục, cô nàng sẽ thực sự là một nguồn sát thương cực mạnh trong giao tranh. Đồ bảo hiểm mạng sống tốt nhất trước giờ vẫn là giáp thiên thần. Nhưng sẽ như thế nào nếu bạn kiếm được cái sẻ vàng? Ghép với đai lưng, ra hộ vệ cho Kai'Sa. Khi đó cô ta sẽ được hưởng hiệu ứng từ hộ vệ, giúp mỗi lần tung chiêu là có thêm lớp khiên cho bản thân cực kỳ khó chịu. Không tin thì anh em nhìn trên video đi. Kai'Sa tung chiêu nhìn quá chi là ok la luôn. Điểm thứ hai nữa quan trọng không kém, đó chính là việc Kai'Sa chỉ có 2 vàng. Nó cùng hoảng giá với Shinja và Rakan, là 2 hộ vệ vũ trụ trong trò chơi. Cùng với đó chúng ta có cả Sona thuộc bí ẩn cũng có giá 2 vàng đốt. Thế nên bộ cờ này sẽ xoay quanh việc Hyperon những tướng 2 vàng, từ đó rát vàng cả thảy, khiến cho bộ cờ nhìn vừa lung linh, chơi lại còn cực kỳ thích. Nhất là đối với những kỳ thủ thích Hyperoling và có nhân phẩm tốt như mình chẳng hạn. Được rồi, vậy bộ cờ này sẽ có gì đây? Sẽ hơi phức tạp một chút. Tuy nhiên mấu chốt vẫn là quân cờ Kai'Sa mang món đồ hộ vệ, được ghép thành từ sảng vàng kèm với đai lưng. Cùng với đó là ba hộ vệ là Shinzao, Rakan và Nico. Ở các quân tiếp theo, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em tùy biến theo trận đấu. Thứ nhất, nếu như không có nhà nào chơi Shaco, hay đơn giản bạn muốn KS bài của chúng, hãy giữ Javan lại, bỏ Nico đi và thêm vào Shaco kẹp Kama. Như vậy chúng ta sẽ có 3 hắc tinh kèm 2 mật thám. Ở chest tiếp theo, anh em nhét thêm một quân bí ẩn nữa là Quela. Thứ hai, nếu bỏ Javan và giữ Nico, anh em có thể chơi theo hai hướng. Chơi 4 mật thám khi kèm Shaco, Fist và Echo. Mật thám kẹp 2 bí ẩn. Ở đây anh em có thể chọn mật thám thứ hai là Fist để lấy nguồn khống chế diện rộng cho hợp với đội hình, hoặc kẹp thêm thánh nữ vào như trên video mình chọn là Miss Fortune để Kai'Sa có thêm khả năng chí mạng khi đối thủ dưới 50% máu nhờ hiệu ứng của thánh nữ. Kiểu gì cũng có mặt lợi, mặt hại riêng cả, lựa chọn là ở bạn thôi. Cơ mà trường hợp lỡ đú đởn build Kai'Sa rồi mà game không ra sẻng hay thậm chí chả lấy được cái đai lưng nào thì sao? Lúc này thì anh em có thể trở về build hộ vệ vũ trụ cơ bản hoặc chơi cơ giáp mật thám như truyền thống. Về hai đội hình này thì mình đã có hướng dẫn chi tiết hết cả rồi. Mời anh em xem lại đường link mình để ở phần mô tả nha. Cơ mà đó chỉ là hướng dẫn để anh em soi bài thôi, chứ chơi cái này thì vui hơn nhiều. Được rồi, thế nhân vật chính của chúng ta, Kai'Sa sẽ có set đồ như thế nào đây? Dĩ nhiên, nếu đã chơi Kai'Sa hộ vệ rồi thì món đồ hộ vệ hợp thành từ sảng vàng và đai lưng là thứ bắt buộc phải có. Món tiếp theo mình rất thích lên cho Kai'Sa đó là găng bảo thạch, giúp kỹ năng cô nàng có thể chí mạng.
Đây cũng là món rất thích hợp khi sử dụng những quân cờ có kỹ năng dạng nhiều luồng sát thương, kiểu như các viên bi của Sinfra, bầy ruồi của Aureliosol hay các tên lửa của Kai'Sa. Khi đó, từng tên lửa của cô nàng này đều có thể crit dam vô cùng ảo lòi. Món tiếp theo bạn có thể cân nhắc Quỷ Thư Morello để tiếp tục có thêm dam, thêm máu kèm hiệu ứng vết thương sâu. Quyền Trượng Thiên Sứ để tung chiêu liên tục hơn. Hay sợ chết quá thì có thể thêm cái giáp thiên thần. Tuy nhiên mình không khuyến khích vì đã có hộ vệ cộng khiên rồi. Ngoài những món kể trên ra thì mũ phù thủy, võ âm lưu đình hay bất kể thứ gì hợp thành từ nước mắt, gậy quá khổ và đai lưng đều thích hợp cho Kai'Sa cả anh em ạ. Ok, vì chiến thuật sẽ là rát vàng những quân cờ 2 tiền nên Shinra và Rakan cũng là những chest bạn không thể bỏ qua. Thực ra mình đã có nói kỹ về hai quân cờ này trong video hướng dẫn chơi đội hình hộ vệ vũ trụ rồi. Chi tiết thì anh em có thể xem lại trong đường link ở phần mô tả nhé. Thế nên mình chỉ nói ngắn gọn qua thôi. Đồ cho Shinra thì sẽ là các món tanh như quyền năng khổng lồ, giáp gai, vuốt rồng, nỏ sét. Còn đồ cho Rakan thì nên là Shojin và Quỷ Thư Morello nếu Kai'Sa chỉ cầm nó. Sona cũng là một con phò. Nhầm, ý mình là con hàng ngon để hỗ trợ cho đội hình này. Bởi Sona sống khỏe thì cả đám cũng sẽ được hồi máu kèm giải hiệu ứng bất lợi trong giao tranh. Ngoài ra thì vì Sona cũng khủng quảng giá với bè lũ kia nên khả năng rát vàng cho cô nàng này là khá cao. Chén ân huệ là món mình yêu thích nhất cho Sona. Ngoài ra thì anh em có thể cho kèm những món tay hoặc thay đổi cụm diện trận đấu về cuối như là phong kiếm hay áo choàng tĩnh lặng đều được cả. Mà lúc nãy mình có nói đến trường hợp giữ Javan, kẹp Shaco và Kama để lấy 3 hắc tinh đúng không nào? Nếu mà Kai'Sa gánh không nổi đam thì người đồng nghiệp ung thư Shaco sẽ lĩnh sướng thay một phần nào đó. 3 món chuẩn chỉnh cho Shaco là giáp thiên thần, vô cực kiếm kèm huyết kiếm. Cơ mà Shaco chỉ là kép phụ thôi nên anh em cứ tùy cơ ứng biến sao cho hợp lý nhá. Được rồi, đến phần xếp cờ nào. Thực ra đội hình này dễ nhất chính là khâu xếp cờ. Bởi cơ bản, bạn chỉ cần xếp các hộ vệ lên đằng trước, Rakan ở hàng 2, các con cờ bí ẩn hàng 3 hoặc 4 và các mật thám xếp ở cuối cùng là được. Lưu ý nếu có Kama thì hãy để bên cạnh mật thám nào mạnh nhất bạn hiện có dựa trên bảng sát thương mà chúng gây ra. Rakan nếu lên 3 sao và có đồ khỏe cũng có thể lên theo hàng 1 nhằm giúp cho hắn ta nhảy đầm và giao tranh nhanh hơn. Ngoài ra thì hãy xác định vị trí của chủ lực tầm xa đối thủ đang đứng ở vị trí nào. Từ đó xếp lại mật thám sao cho chúng nhảy vào tiêu diệt bọn đấy trước là ok là. Giờ thì đến phần quan trọng nhất, đó là cách triển khai đội hình này như thế nào cho chuẩn. Đầu game thì bạn chơi cái gì cũng được, nhưng nên suy nghĩ đến việc chơi Kai'Sa hộ vệ chỉ khi anh em bắt được Kai'Sa từ sớm. Có Javan trên bàn cờ cùng một số đồ khác như là đai lưng hay là quỷ thư để giữ máu đầu trận tốt hơn. Trước khi có hộ vệ thì có thể dùng những quân tiên phong rẻ tiền như Leona, Poppy để tanh. Từ đó Kai'Sa mới có thêm thời gian bọc ra đằng sau để quẩy. Nên mua luôn Khazix và lên 2 nếu được để kích 2 mật thám. Như vậy đội hình của bạn sẽ sống khá khỏe trong giai đoạn khởi đầu của trận đấu. Thời điểm lên cấp 5 chính là lúc quyết định của bạn. Thời điểm mà mình gọi vui là rát vàng đội hình. Lúc này hãy xem thử, nãy giờ đã kiếm được vài quân hộ vệ hay Kai'Sa nào chưa? Có rồi thì hãy bắt đầu tích tiền chuẩn bị hai Baron. Còn nếu không hay bị nhiều nhà tranh thì thôi, bỏ đi mà làm người mấy ông ạ. Đẩy số tiền tích lũy lên tầm 40 đến 50 vàng rồi roll là hợp lý nhất. Về cách hai Baron thì mình cũng đã nói chi tiết ở video hướng dẫn trước đây rồi. Link cũng có ở phần mô tả luôn cho anh em lười đỡ phải mò lại. Làm chuẩn chỉnh theo giáo án nghìn năm văn vở của cà phê nhân phẩm là chả mấy chốc gian tướng của bạn sẽ được rát vàng cả thảy thôi. Bạn buộc phải làm điều này ở cấp 5 nếu chơi Kai'Sa hộ vệ. Bởi đây là cấp độ dễ roll ra tướng 2 vàng nhất với tỷ lệ lên tới 40%. Đây là bộ cờ không cần nhiều quân, nó cần các quân cờ phải ở chất lượng tốt nhất. Ngoài ra thì mình cũng đã nói, cảm giác hóa vàng lên 3 sao một quân cờ nào đó đều mang lại cho chúng ta cảm giác thú vị cả. Không tin thì hãy nhìn cách con Kai'Sa và đồng bọn 3 sao của mình bay vào đối thủ đi anh em, bay màu chúng nó luôn. Và vừa rồi là những hướng dẫn cũng như là xây dựng đội hình cờ Kai'Sa hộ vệ khá là thú vị mà bạn nên thử sức để kiểm tra độ nhân phẩm của mình. Mình không đảm bảo với anh em rằng cầm đội hình này vào đánh danh sẽ auto top 1, nhưng mình chắc chắn với mọi người một điều,
Chơi bộ cờ này sẽ vô cùng thú vị và phấn khích. Tôi chơi cũng top 3, top 2, chỉ có thấp tí nào đâu. Giờ thì hãy cùng cà phê nhân phẩm xem một số highlight của đội hình Kai'Sa hộ vệ để có thể kết thúc video nha. Và đừng quên like, share cũng như subscribe cho kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung lần sau. Rages around like an ocean in my head.